Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần, vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu mặc khải cho ông Nicodemo biết về nguồn gốc của Ngài là đấng từ trời cao ngự xuống thế trần. Ai tin vào Ngài thì thuộc về trời cao và được hưởng sự sống muôn đời. Chúa Giêsu đã khai mở cho nhân loại biết về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Một Thiên Chúa yêu thương nhân loại, muốn cho loài người được sống trong sự che chở của Ngài. Chúa Cha yêu thương nhân loại nên đã trao ban Chúa Con và mọi sự trong tay Ngài. Ai tin vào Chúa Con thì được sự sống đời đời. Vậy, đức tin là gì? Tin chiếm một địa vị nổi bật trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Động từ tin được dùng 98 lần trong tin mừng Gioan và 9 lần trong các thư. Theo Thánh Gioan, tin là tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Tin liên quan đến chuyện sinh tử, số phận vĩnh cửu của con người tùy thuộc vào việc tin hay không tin. Tin mở đường đến hạnh phúc đời đời, nhờ tin mà chúng ta biết Chúa ở lại trong Đức Kitô. Theo Công đồng thứ nhất, Nicea năm 325 định nghĩa: đức tin là sự linh cảm qua sự trợ giúp của Thiên Chúa để chấp nhận chân lý siêu việt do Thiên Chúa tiết lộ. Chúng ta tiếp nhận lời Chúa không phải vì chúng ta hiểu được nội dung chân lý và lý luận tự nhiên, nhưng do bởi chấp nhận thẩm quyền của Thiên Chúa, đấng hằng hữu, đấng chính là chân lý, đấng tự biểu lộ, đấng không lừa dối và không bị lừa dối. Tuy đức tin vượt khỏi lý trí, nhưng không nghịch lại với lý trí, bởi vì cả đức tin lẫn lý trí đều là ơn phúc do Thiên Chúa ban cho. Thánh Augustino nói: tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin. Trong thông điệp đức tin và lý trí, Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị viết: đức tin và lý trí như đôi cánh giúp con người vươn cao trong chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm con người ước vọng tìm kiếm chân lý, để rồi cuối cùng con người nhận biết Thiên Chúa, ngỡ hầu thấu đạt sự thật về mình một cách đầy đủ. Tóm lại, đức tin không phải là một ý niệm suông hoặc một niềm tin thần lý trí. Vì sự hiểu biết của con người rất giới hạn, vô số những điều huyền nhiệm Thiên Chúa tạo dựng nằm bên ngoài khả năng nhận thức của con người. Do đó, Thiên Chúa ban cho con người đức tin để vượt qua giới hạn của lý trí mà được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời. Trong cuộc sống đời thường,
bủa dân quanh chúng ta không biết bao nhiêu tâm tình yêu ghét. Gia đình và xã hội từng ngày đã tạo nên cho chúng ta những định kiến về tha nhân. Từ đó, tâm hồn ta có rất nhiều những hàng rào ranh giới cho trái tim. Nó luôn có sẵn muôn vàn lý lẽ để bảo vệ những hàng rào ranh giới ấy. Hơn nữa, vào thời đại chúng ta, phần đông giới trí thức Kitô bị Satan dẫn dụ, chọn sử dụng lý trí hơn là đức tin, chọn kỹ năng giao tiếp hơn chọn sống với sự thật, chọn dùng kho tâm lý hơn là đời sống thần khí, chọn sử dụng khôn khéo thế gian hơn là khôn ngoan thần khí, chọn tin tưởng ở người đời hơn là phó thác cho Thiên Chúa, khiến cho đời sống kết hiệp với Chúa của người Kitô hữu nói chung bị suy giảm trầm trọng, tinh thần phúc âm không được phát huy, đức bác ái dễ dàng bị tính vụ lợi lạm dụng. Vì vậy, chúng ta cần phải trải qua nhiều cuộc thanh tẩy nội tâm. Các bài học yêu thương đến từ cuộc sống, giải phóng đi những định kiến, những ranh giới cố hữu của con tim. Luôn đối mặt với những cuộc thử luyện tình yêu, chúng ta có cơ hội khám phá ra chân lý từ cuộc sống và chiến thắng sự giữ nơi chính mình, đợi có thể sống cho tình yêu ngày một hoàn thiện hơn. Qua những cuộc thử luyện, nếu có vấp ngã, biết mình là tội nhân, tâm trạng này sẽ dạy ta đức khiêm hạ, tự biết mình là cát bụi không hơn, và thêm cảm nghiệm tình Chúa yêu ta là dường nào, và chúng ta có bổn phận đáp trả tình yêu Chúa thế nào. Đây là một đòi hỏi bức thiết đối với người Kitô hữu trong bối cảnh xã hội hôm nay. Đức tin nhờ được trui luyện trong nhiều hoàn cảnh gian trưng, khốn khó do Thiên Chúa ban phòng, sẽ dần dà trở nên mạnh mẽ. Linh hồn nhận ra mọi sự ở đời đều là hữu hạn và phù phiếm. Tất cả mọi sự trên đời này đều là phương tiện đưa chúng ta về với Chúa, vì nó chỉ có giá trị một thời, hoặc không có giá trị gì. Sự cảm nghiệm này năng lặp lại trong tâm hồn sẽ đưa đến xác tín, sớm giúp cho linh hồn siêu thoát mọi ràng buộc thế trần ngay trong nội tâm. Do đó, mọi lo toan, liếng nhớ sẽ dễ dàng tạm gác qua bên để cầu nguyện, hoặc dùng những lo toan liếng nhớ ấy làm đề tài cầu nguyện, nhưng không hề bị dằn vặt, rắc rối nặng lòng. Chúng ta phải là những tia lửa tình yêu phát xuất, được sinh ra từ thánh tâm Chúa Giê-xu. Chúng ta phải cố gắng sống cho giống đấng đã tác tạo nên chúng ta và trao tặng chúng ta cho nhân gian. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin con hơn nữa và làm cho trái tim con luôn sốt mến kính yêu Ngài, kể cả lúc con chịu cám dỗ và đau khổ đến linh hồn tơi tái tang thương. Chúc tụng vinh quang Chúa phục sinh. Amen. Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chở che. Con vững tin nơi Ngài vì tin Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù phong ba vây tứ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen đã lao đao, đã hư hao, xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất tranh vơi, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót thương. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mùng,
dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen, đã lao đao đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài xót thương. Vững tin nơi Ngài là dòng suối tươi mát hồn con vững tin nơi Ngài, tình Ngài đại dương xót thương. Con vững tin nơi Ngài, tội lỗi dẫu có chất chồng, dù con bao phen lạc đường, một lòng tin thác tình Chúa thương. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen, đã lao đao đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài xót thương. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen, đã lao đao đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất chênh vênh rất lung lay, Chúa con ơi xin Ngài xót thương.